Vâng, một bộ trị giá 22 triệu 900 nghìn đồng về với anh Thành ở Long An. Vâng, anh có gọi điện và đặt trong livestream ngày hôm qua, anh Thành ở Long An. Vâng, anh lấy cho mình một bộ karaoke cực kỳ là chuyên nghiệp, 22 triệu 900 nghìn đồng. Vâng, đầu tiên chúng ta phải kể đến một đôi loa khổng lồ của WeWood VK720. Vâng, đây là dòng loa Bass 40. Dòng loa Bass 40 thiết kế thời trang màu xanh mà mặt lên rất là nổi. Và xung quanh được thiết kế bằng vân gỗ, rất là đẹp và sang trọng. Nói chung là những cái mẫu loa này rất dễ trưng bày và nói chung rất dễ phối ghép, và đặc biệt là hát karaoke cực kỳ ngọt ngào luôn. Để nói trước đây những mẫu loa thùng thì hát karaoke cũng rất là khó khăn vì rất là hay cháy, nhưng riêng cái mẫu này được tích hợp đa năng thế hệ mới của WeWood thì chúng ta có thể hát miệt mài, hát vô tư, không bao giờ lo cháy các bạn nhé. Con này sở hữu 6 loa trên một thùng, thì Bass 40 các bạn đầm dầu phía dưới cho tiếng bass được sâu, mạnh và uy lực, và một loa trung 20 hát karaoke cực kỳ là bay tiếng. Đôi loa này hiện tại đang có công suất từ 500 đến 700W, đánh rất là hay, rất là mạnh và nói chung là cực kỳ uy lực nhé các bạn nhé. Phía trước có một cái e căng vải thì em mở ra để chúng ta quan sát phía bên trong. Hai con loa cực kỳ là đẹp, nói chung là phải đẹp sắc nước luôn ạ. Cái tiếng giải của âm của nó cực kỳ là chuẩn xác và mượt mà. Đó, cực kỳ chuẩn xác mượt mà. Mở mắt thêm ạ. Và bên em đôi loa này hiện tại đang có giá là 12 triệu đồng này các bạn này, 12 triệu đồng. Đang ghép thêm một cái đẩy liền vang DSX7 nữa. Ghép đẩy liền vang DSX7, hiện tại con này đang đứng đầu bảng về cái đẩy liền vang vì nó tích hợp đầu giải mã này, tích hợp lưng tiếng này, và có echo reverb rất là hay, rất là ngọt ngào, trùng hú tự động tuyệt đối luôn. Và con này tích hợp đường quang của Bluetooth, thiết kế cực kỳ là bắt mắt. Đó, nói chung là thiết kế rất là trẻ trung. Hiện tại con đẩy liền vang này đang có giá là 7 triệu. Và kết hợp thêm một con mic không dây WeWood SE69, thì con mic này hiện tại đang có giá là 3 triệu 900 nghìn đồng. Và anh bộ này là 22 triệu 900 nghìn đồng. Em có tặng quà trên khách hàng cho anh Thành ở Long An một số tiền khá để anh này, vì anh đã đặt trong giờ livestream. Đó, con mic này là dòng 6 số cao cấp các bạn nhé. Mic này dòng 6 số cao cấp, và đây là dòng của mic của phủ nano bạc rất là hay. Phủ nano bạc rất là hay vì nó diệt khuẩn, chống hôi. Vì thế là ba sản phẩm này là có trị giá 22 triệu 900 nghìn đồng, và em có chương trình chuyên khách hàng cho anh Thành ở Long An. Bộ này là chưa có trầm đâu anh nhé, bộ này là chưa có trầm đâu bạn, em là chỉ để kê thôi. Ba bộ thiết bị này cực kỳ là VIP, nói chung là đẳng cấp châu Âu đấy ạ. Thiết kế đẹp, bắt mắt, nói chung là đẩy liền vang này có thể kéo thêm được một đôi loa Bass 30 nữa, vì đây là đẩy liền vang công suất rất là lớn. Vâng, với bộ như thế này thì chúng ta nghe nhạc rất là mượt mà, hát ca rất là thoải mái, vô tư và rất là bay bổng ạ. Nhạc rất hay. Nhạc rất hay luôn. Sắc sảo. Bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe một loại nhạc karaoke rất là sôi động trên một bộ cấu hình karaoke 22 triệu 900 nghìn đồng các bác nhé. Các bác chờ em trong giây lát. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe một ca khúc rất sôi động, xin lỗi tình yêu, thể hiện bởi một đôi loa WeWood VK720 và một cái đại liên vang WeWood DSX7 và một mic WeWood EE69. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe. Một mình em đứng trong mưa, anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người làm được yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ sống với em, dù con tim thật lòng với người anh yêu.
tình yêu thế ngọn lòng xin tha thứ. Xin lỗi em, hoàn đời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận tay lòng. Bước ướt vai em hay nước mắt em, đồng khá rất sôi động các bạn, một bộ cao trên 22.900.000 đồng, bán quá là may mỏi luôn. Cuộc đời mà sao vẫn nuốt được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên chợt thấy nụ cười người làm được yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Đừng như thế ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em, hoàn lời anh đã trao cho em trong tận tay lòng. Mưa ướt vai em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lâu hết yêu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chỉ trong say đắm lạc lối yêu đương. Vâng, một cục karaoke hát rất hay các bạn nhé. Vâng, hát rất chuyên nghiệp, hát rất là phê. Trong vũ tuyệt đối của quan đại liên vang DC7, hát rất là gần và không bao giờ thiếu zip. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bạn cần đặt bộ karaoke như này có thể liên hệ theo hai số là trên video nhé. Vâng, sau đây xin phép được dừng video ạ.